Trên một cái trục như này nó có rất nhiều rễ này, mình có thể bỏ hết đi cắt này. Khi mình cắt cái này nó sẽ phát ra những cái rễ mới ở đầu các cái vết cắt. Cắt thì cần nó phẳng, cắt tỉa thay đất nó làm này hả nhỉ? Vâng, cát như này. Mà còn cát này thực sự là nó muốn thay một cái cốt pha ở dưới này này, dưới đây này. Là một em đã đặt sẵn cái gạch hoặc là một cái miếng gì đấy mà mình muốn chỉ cái chiều cao của cái phên ấy, nó nằm lên trên này, khi mình rút cát ra là ngọn cả cái phên bê tông nó được nằm lên đây rồi. Sau khi mà mình làm phẳng cát xong, nén thật chặt, anh em là nhảy lên dẫm, dẫm thật chặt. Thì mình cần chuẩn bị một cái cốt pha sắt. Thì trước hết muốn làm cái đấy thì mình phải đo cái bệ của gốc cây này, là mình tính từ đây, từ cái chỗ ngay cổ nó ra này nhé, đến đây, đến cái điểm mà mình làm được đá, đó, khoảng vào này, đây là chiều ngang của nó. Và đo cả cái chiều tổng nó này, cái chiều này nó hẹp hơn khoảng 5 phân. Mình đặt lên đây. Có thể đánh dấu làm ở cái khoảng này đây em ơi. Đây nhá. Và hẹp hơn 5 phân, nó khoảng này. Rất là bé thôi, mà làm trên cái chậu rộng này. Sau đó là bọn mình sẽ mô phỏng cái tấm bê tông vẽ lên mặt ấy. Là mình mô phỏng tấm bê tông ở trên này. Cái tấm mô phỏng tấm bê tông này thì là mình làm theo cái ý của mình, ví dụ như là mỗi cây một kiểu chứ không phải là cây nào cũng như cây nào. Nó là thân thì siêu nhưng mà nó lại có một cành nó hồi. Thì là ý tưởng là mình muốn làm là một cái cây mà nó ôm vào một cái trụ đá nó cao lên một tí. Thế sau đó là mình chỉ diễn giải ở cái phía đằng trước đây để tạo không gian xa, và chủ yếu là điểm nhấn nó ở cái khoảng này và cái khoảng trước của cây này.
thì mình phát, ví dụ như là to thì cái bệ của nó thì là sẽ nằm là như thế này. Bây giờ mình sẽ thu vào một ít nữa. Đây là một cái điểm. Đây là một cái điểm. Cái điểm này nhằm mục đích là từ đây đến đây là mình nhìn thì nó rất gần. Thế nhưng mà khi mình nhìn thì mình chỉ cần nheo mắt vào thôi thì nó sẽ được đẩy sâu cái không gian xa ra. Thì mình có thể vẽ mô phỏng cái mặt cái bệ bệ bê tông nó như này. Cái chỗ này như mình đang có cảm giác là cái cây này là đang hướng là xoay cái cành rơi sang phía này đây đúng không? Đâu, hồi về đây này cho anh. Đầu hồi về đây. À, cành là hồi phía bên này chứ. Vâng, hồi phía bên này. Đằng sau này mình diễn tả để có vẻ nhìn mặt nào nhìn cũng có chiều sâu. Đây là cái khe sâu này. Khe sâu vào đến bệ. Đây là cái khe sâu này. Đây là cái khe sâu này. Ở chỗ này thì chỉ cần điểm 1 đến 2 viên nhỏ ở điểm này. Ở điểm này mình sẽ định đặt 1 2 viên nhỏ. Đây là cái cây nó nhỏ chứ nếu mà cây nó to lên một chút ấy, thì mình đã tạo được cái không gian nó cái vườn ngách để rất sâu. Tiếp thêm rồi tổng thêm tí. Đấy, đặt lên cái chỗ khác. Sau khi mà vẽ xong cái mô phỏng thì trên mặt cát này thì bắt đầu là mình sẽ cắt sắt cho nó. Con này, giúp anh với cái xe luôn. Công ty có bảo anh Hoang chủ nhiệm câu lạc bộ đến không? Ba cái đang hỏi. Mấy năm trước anh em toàn đổ trọng lấy đi. Bọn em toàn đổ lên đổ trọng lấy. Thích chơi nhưng mà classic nó hạn chế cho nên là cái gì làm được cứ làm. Xong làm thì nó vỡ ra. Rồi đi nhiều mình gặp nhiều những đội người ta làm thì mình cứ rút kinh nghiệm dần cho bản thân cũng như làm cây vậy. Khoảng vinh khoảng 50.000 ký em ạ. Còn là cái loại mà chưa lũa qua đẹp. Ngoài nguyên đấy là 35.000 ký. Em vẫn đang làm bên Hưng Yên sắp xong rồi, mai ngày kia em bọn em sang. Tỷ lệ bê tông. Vâng vâng. Tỷ lệ bê tông bình thường ấy. Vâng vâng ạ, hôm nào sang thì em điện cho. Này không phải là phụ nữa rồi. Em nói với anh như cái loại rồng phượng thì em muốn thì thôi rồi. À đấy. Hôm nào bác cứ thuê em xuống làm cho. Cho vào đây thì... Đã ngủ chưa? Thôi nha. Ở đây cái viên kia như này nó đã tạo được một ít hình. Thế thì mình liệu có lên là về đi cái cạnh như này để cho nó xong này nó không có cái cạnh kia được cái sao? Rút cát ra thì không nó thành đấy. Nó thành cái vách vách cái đấy là các cái đó sau khi nó khô sau cái xi quá trình xi nó khô thì xe đi một ít thì mình bao mình sẽ mình sẽ để chắc là mới là đúng là do mình còn một lớp bên trên này cái đá này rồi bạn chứng nhận đá gì nhỉ? Mình đặt bao nhiêu cái này thì mình có đến được đây không đấy. Khi tướng phùng là khi nay tướng hồ xuôi nên bỏ vắng vắng tiếng tơ tình chiếm mê bao lại lần thần là cánh bên màn oanh ý ở bên màn
loi chim nhạn. Hỡi bạn ơi tình ơi, tôi biết đến bao giờ họp mặt và đôi danh đôi. Tôi biết đến bao giờ họp mặt và đôi danh đôi. Đôi tình ta tình đẹp mà tình ta nghĩa nặng nghĩa.